Điểm du lịch ruộng bậc thang mùa lúa chín tại thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Với khung cảnh thơ mộng kỳ vĩ, hoang sơ, đây được xem là sức hấp dẫn đặc biệt với những du khách ưa trải nghiệm. Cái hôm nay được trải nghiệm, một ngày trải nghiệm cùng với bà con ở Su Phi thì em thấy rất là vui và gần gũi. Được bắt cá chép ruộng này, được ăn những món ăn truyền thống của dân tộc này. Em hy vọng là trong thời gian tới thì em sẽ được quay lại đây và sẽ còn nhiều trải nghiệm thú vị khác nữa. Toàn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai hiện có 17 điểm du lịch check-in có đủ điều kiện được đón khách tham quan trải nghiệm. Dù chịu nhiều tác động bởi dịch COVID-19, tuy nhiên cơ sở lưu trú này vẫn đón trên 100 lượt du khách vào dịp cuối tuần. Địa điểm đi du lịch thì sẽ là lựa chọn những homestay ở xa khu dân cư, và ở đây thì những khu homestay này thì cũng có những công tác phòng chống dịch được thực hiện rất là tốt. Vừa rồi thì chúng tôi cũng có một số những cái chính sách về giá hỗ trợ cũng như là có một số những cái dịch vụ để kích cầu cái việc mà người nội tỉnh đi du lịch. Đồng thời là chúng tôi cũng tuân thủ những cái biện pháp chống dịch. Một số những thời điểm thì bên cơ sở của chúng tôi cũng không đón quá nhiều các du khách. Ngoài ra chúng tôi cũng không đón khách tham quan từ bên ngoài vào để đảm bảo cái công tác an toàn cho cả khách nghỉ dưỡng. Khi một số dịch vụ kinh doanh được nới lỏng, lượng khách du lịch nội tỉnh dự báo sẽ tăng trở lại. Tại các khu nghỉ dưỡng, lưu trú homestay với đầy đủ dịch vụ tiện ích, đảm bảo an toàn phòng chống dịch đang trở thành lựa chọn của nhiều người. Chúng tôi cũng dự kiến là sẽ tham mưu với thị xã để có chương trình kết hợp với ngành giáo dục của tỉnh và của thị xã về việc là đưa các chương trình trải nghiệm phục vụ cho các em học sinh đến với các làng bản, vừa tìm hiểu văn hóa vừa tăng cường các kỹ năng sống. Mở cửa đón khách trở lại với những tín hiệu khả quan, du lịch nội tỉnh đang từng bước nỗ lực phục hồi để thu hút du khách. Tuy nhiên, đi đôi với việc kích cầu du lịch thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ và mỗi người dân vẫn cần nâng cao các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế.